Hôm nay lễ khai trường của cháu Jennifer. Hôm nay là ngày khai giảng của Trang Hy. Bước vào lớp 1. Jenny, Jen. Johanna Freundler.
Biết gì gọi luôn. Đây này, trên đây con chào bà Tám đi con. Con chào bà Tám. Trời mẹ ơi luôn. À, con em này cũng khoe bà Tám rồi. À, đi hút. Yeah! Cái gì đây con? Con chiếm cho bà Tám coi, trên đi mẫu bà. Xin có quà gì đây con? Quà của cây chocolate. Con gì nữa con? Algumi. Dạ. Dạ. On last. On. Khâu mi. Còn gì nữa con? Có trái quá. Ca lại đây. Thôi mãi. Hết chưa? Chưa, còn. Còn nữa hả? Ôi, Jenny tổng kết cho bố xem, Jenny hôm nay Jenny được nhận những cái quà gì nào? Con nhận được. Quay ra đây bố xem nào. Hai cái khẩu gumi. Rồi, con còn nhận được một miếng kẹo mút. Rồi mẹ con tặng cho con một cái vợt của slime. To. Rồi mẹ con tặng cho con sticker. Và những mấy cái đồ chưa nữa. Mẹ con tặng cho con đồ chuốt bút chì màu hồng. Con thích không? Dạ thích. Con có thích những món quà hôm nay con nhận được ngày khai giảng, ngày bắt đầu đi học của con không? Dạ có. Mẹ con đặt cho con hai hồ cola. Mẹ có một cái kẹo mút to mà bằng cupcake. Tất cả ăn mẹ đều tặng cho con máy tình su, nhưng mà nó là sô-cô-la tình su. Mẹ con tặng cho con hai cái sô-cô-la bánh sô-cô-la. Rồi... Hết chưa? Chưa. Còn hả? Nhiều thế. À, bút chì nữa hả? Rồi, hết cả. Thích cả bút. À, con thích cái này không? Dạ có. Cái này để làm gì? Dạ, nó có mấy cái này nè. Là để cho con dán lên xong rồi nó có cái hình đẹp ấy. Rồi, thế nên nhìn bố cười cái nhẹ nè. Alex Scooter Jenny. Dạ, con cười.